Ban nhà quận 7 Chính Chủ xin kính chào đến cô chú anh chị. Hôm nay em qua hẻm 2534 Quỳnh Tấn Phát, em quay căn nhà biệt thự mini cho cô chú anh chị mình xem nha cô chú anh chị. Nhà thì diện tích ngang 8, dài 9 mét rưỡi, nhà một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 5 tỷ 550 triệu nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị em quay trước đường xong mình đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà nha. Đây là Quỳnh Tấn Phát nha anh chị. Đó, đây là Quỳnh Tấn Phát. Đó, đây là Quỳnh Tấn Phát ở trên chợ Phú Xuân đi xuống. Xe hơi thoải mái, đây lên chợ Phú Xuân nó khoảng chừng 5 phút. Đi vô trung tâm Phú Mỹ Hưng quận 7 nó khoảng chừng 10 phút. Đi vô quận 1 tầm 30 phút. Ở ngoài này có số tuyến xe buýt số 20. Mình đi vô quận 1 rất tiện nha chú chị, đi qua quận 4, quận 7. Đây là mình đi xuống phà. Đó xuống phà. Quay em đưa nó cho anh chị mình đi vô hẻm 2534. Đây là hẻm 2534 nha anh chị. Đường trước nhà thì xe hơi chạy hai chiều nha cô chú anh chị. Đó, nhà thì mới vừa hoàn thiện xong, đâm ra trong nhà rửa nhà thì nước nó chảy lên trước chứ không phải nước ngập nha cô chú anh chị. Đó, biệt thự mini ngang 8, dài 9 mét rưỡi, bên kia là phòng khách, bên đây là gara xe hơi, đậu xe máy luôn. Đó, xe máy và xe hơi là đầy đủ. Đó, cô chú anh chị đậu thoải mái. Đây gara xe hơi nè, em quay cận kẽ cho cô chú anh chị mình xem. Đây là trước nhà nha cô chú anh chị. Ở nhà thì biệt thự mini, bên đây thì cửa chính, bên đây là gara xe để xe hơi rồi còn được để xe máy luôn. Diện tích thì ngang 8, dài 9 mét rưỡi, nhà một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 5 tỷ 550 triệu còn thương lượng chính chủ. Nhà thì hẻm 2534 Quỳnh Tấn Phát. Đó là ngoài đó Quỳnh Tấn Phát nha chú anh chị. Đi Quỳnh Tấn Phát khoảng chừng 30 mét. Cô chú anh chị nào xem kênh Mới Nhà Quận 7 Chính Chủ chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Anh chị muốn đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913 78 1712. Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị vào xem nhà nha. Đây là bên trong phòng khách. Trước thì cửa chính và một cửa sắt ở ngoài. Mua bán ở chỗ này còn cái sofa nữa nha. Ngay chỗ này là còn cái sofa nữa. Thì chủ nhà chưa đem vô. Đâm ra là hôm nay chủ nhà nhờ Phương qua review căn nhà để bán cho chủ nhà. Kệ tivi ở trên thì full nội thất trên lầu 1 nha anh chị. Biệt thự mini hẻm 2534 Quỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè. Nhà thì vô chợ Phú Xuân nó khoảng 5 phút, không quá 10 phút. Đi vô Phú Mỹ Hưng là tầm 15 phút. Đi vô trung tâm quận 1, chợ Bến Thành tầm 30 phút. Ngoài Quỳnh Tấn Phát là có chuyến xe buýt số 20. Đó, mình đi qua quận 7, quận 4, quận 1. Đây không gian nhà bếp nha anh chị. Trên thì tủ kệ bếp, dưới thì đá hoa cương. Chủ nhà đã tặng cho mình bàn ăn luôn rồi. Nhà thì biệt thự mini. Cô chú anh chị muốn đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913 78 1712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị mình xem. Thì nhà có cái tầng trệt thì có cái phòng đây để cho người mình lớn tuổi, có người nào mà lên lầu khó khăn thì mình ở dưới đây nha anh chị. Nhà phòng dưới tầng trệt. Nhà thì 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Trên lầu 1 thì full nội thất, máy lạnh, rồi giường ngủ, rồi tủ áo đầy đủ. Giá thì 5 tỷ 550 triệu còn thương lượng chính chủ. Chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng 70-80% luôn. Cuối nhà thì có cái nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh thì đồ cao cấp. Trong thì có vít kính tắm. Nước thì máy nước nóng năng lượng mặt trời đã gắn sẵn rồi. Em quay cận kẽ cho cô chú anh chị mình xem, đỡ mất thời gian để đi xem nhà. Cô chú anh chị muốn đi xem nhà cứ liên hệ cho em số điện thoại là 0913
78 1712. Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Trên thì tủ kệ bếp, dưới thì lớp đá hoa cương. Đây là không gian phòng khách. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà ở hẻm 2534 Quỳnh Tấn Phát, nhà bè. Nhà có diện tích ngang 8, dài 9,5 m. Nhà một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 5 tỷ 550 triệu còn thương lượng chính chủ. Em mời cô chú anh chị mình đi lên trên lầu 1. Trên lầu 1 thì có 2 phòng ngủ và một vệ sinh. Có một cái ban công đi vòng luôn nha anh chị. Nhà hướng chính là hướng Tây Bắc. Đây là lầu 1. Không gian chỗ này thì chủ nhà thiết kế sẵn cho mình có chỗ là mình để máy giặt nha anh chị. Đó, chỗ đó mình để máy giặt chỗ đó. Thiết kế ống nước rồi van sẵn rồi. Đây là nhà vệ sinh của lầu 1. Em quay hơi nhanh cô chú anh chị xem cũng thông cảm. Em đưa cô chú anh chị xem phòng trước trước. Phòng này là phòng lớn nhất của căn nhà nha anh chị. Mua bán là chủ nhà tặng full nội thất, giường ngủ, máy lạnh, tủ lạnh. Rèm cửa có sẵn hết luôn, nhà thì hướng Tây Bắc. Em xin nhắc lại đi cô chú anh chị, nhà ở hẻm 2534 Quỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, nhà bè. Nhà có diện tích ngang 8, dài 9,5 m. Nhà một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 5 tỷ 550 triệu còn thương lượng chính chủ. Kênh bán nhà quận 7 chính chủ là làm nhà chính chủ, không làm qua môi giới nha anh chị. Mua bán là tặng hết luôn. Full nội thất như hình. Đây cho bạn trang bị cửa nhôm Sifa. Đây là cái ban công. Đường trước nhà là được 6 m luôn, xe hơi thì chạy 2 triệu luôn. Cách Quỳnh Tấn Phát khoảng 30 m. Đi vô chợ Phú Xuân nó không quá 10 m, vừa 10 phút. Đi vô trung tâm quận 7 Phú Mỹ Hưng tầm 15-20 phút. Đi vô quận 1 là tầm khoảng chừng 30 phút nha anh chị. Đó, nhà thì mới vừa hoàn thiện xong, mới vừa rửa xong là em qua em review cho cô chú anh chị mình xem á. Đó, ban công đi vòng qua đây. Thì ra sao thì mình còn cái cửa sau bên đây, còn một phòng nữa. Nhà thì thiết kế kiểu cổ điển nha anh chị. Đây là dưới đây là nhà xe. Đây là ban công. Qua bên kia mình còn cái cửa nữa. Đó, mình đi vòng qua đây. Đi vô đây. Nhà thì hướng Tây Bắc. Giá thì 5 tỷ 550 triệu còn thương lượng chính chủ. Nhà thì biệt thự mini. Hẻm 2534 Quỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, nhà bè. Đây phòng nữa là 3 phòng. Phòng này cũng có giường ngủ, máy lạnh rồi tủ kệ quần áo hết rồi nha anh chị. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà ở hẻm 2534 Quỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, nhà bè. Nhà diện tích thì ngang 8, dài 9,5 m. Nhà một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 5 tỷ 550 triệu còn thương lượng chính chủ. Nhà thì full nội thất như hình. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà, liên hệ cho em số điện thoại là 0913 78 1712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị xem nhà. Cô chú anh chị nào xem kênh bán nhà quận 7 chính chủ chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Đây là ban công nha anh chị. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà ở hẻm 2534 Quỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, nhà bè. Nhà có diện tích ngang 8, dài 9,5 m. Nhà một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh nha anh chị.